Chị Hằng. Hả? Trời chị Hằng, sao say dữ vậy? Nè, cẩn thận. Uống nó đi. Nè, anh làm gì nói vậy hả? Anh là đồ khốn nạn mà. Anh đi đi. Đừng nói là anh hại chị Hằng nha. Hai cô lo cho cổ đi. Mày về rồi đó hả? Cái thằng này làm hết hồn mà. Nhà mày đâu mày không ở? Qua đây làm gì? Tin nhắn chết tao hả? Chờ mày. Công cuộc trả thù của mày sao rồi? Dù cũng vậy tao sắp thành công rồi. Rồi sao? Nhưng tao dừng lại. Mày không nỡ hả? Tao thấy gì mày biết không? Dù mày cố tỏ ra trả thù Hằng, nhưng thực chất mày đang bảo vệ cô ấy thì đúng hơn. Đó là cái nhìn khách quan của tao về chuyện này. Còn mày biết hay không thì tao không biết. Nhưng mà thôi, mày cố chấp lắm. Mày cản mẹ mày không được nhắc tới em gái của mày, để cho Hằng không khó xử. Mày ra mặt giúp hai người bạn thân của Hằng, không phải vì Hằng sao? Mày cho Hằng mượn 70 triệu, ok, đối với mày không phải là số tiền lớn, nhưng đối với cô ấy, mày có chắc là cô ấy trả nổi cho mày không? Không chắc. Nghĩa là mày đã sẵn sàng cho không, không cần phải lấy lại. Không có ai mà ngu đâu Trung. Mày dùng số tiền đó để đổi điều kiện khác. Đối với người khác á, thì mày có thể lừa, còn đối với tao thì không bao giờ. Riết rồi, tao thấy mày giống như mấy người nam chính mà giả vờ làm trai hư trên truyền hình. Ngoài mặt thì tỏ ra gian ác, nhưng mà trong lòng không chịu chấp nhận. Tao nói đúng không? Quen quá mà. Nhìn cái bộ dạng của mày bây giờ, chắc chắn không phải xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì thì cũng sẽ xảy ra chuyện drama như trên phim truyền hình. Khi sương tan là nắng sớm mai, sáng rồi che khuất bóng đêm dài, một nụ hồng rực lên sắc hương.